Mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của Kira Kira. Và bây giờ Kira sẽ thực hiện thử thách với staff. Ok, và thử thách của Kira đó chính là anh sẽ đưa ra một từ, sau đó Kira sẽ phải hát lại trong vòng 2 phút. Em phải hát được nhiều hơn 10 từ, em sẽ là người chiến thắng. Rồi, 3, 2, 1, bắt đầu. Yêu. Yêu là cùng nhau chung tay đi giữa con đường. Love. Love hả? Love. Love chung mình rất rất vui, anh sẽ chào mặt nào. Trường. Trường của đây là trường mầm non. Hoa. Hoa, hâm hương bông hoa ban bên sườn đồi, đón hoa xuân đang rêu phơi. Kẹo. Kẹo. So sour candy, so sweet that get little bit of angry, yeah. Ok. Nước. Con nước lững lờ trôi, na 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 na. Trời. Trời. Trời, mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu. Thứ bảy. Thứ sáu rồi đến thứ bảy. Cô cho biết tiếp theo là mày. Mày hả? Mày mày một chơi bất đủ. Em một xưa tự tin đấy thì sao nào? Em yêu anh đấy thì sao nào? Đi vào. I love my body, I love my skin, everything that's fine. Để cũng có tiền giống em. I love my voice, I love my hair. Oh baby, you know I love you. Bàn nào ghê, nào sách nào vợ, nào mực, nào bút. Xong, trong vòng 1 phút 45 giây Kira đã đọc được 10 bài hát. Và Kira, mà bây giờ Kira sẽ hát ai sẽ được tiếp theo trong vòng. Người tiếp theo mà Kira thử thách đó chính là Winner. Hãy chấp nhận thử thách của em. Yeah. Ok. Bye bye mọi người, nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của Kira nha. Ok, rồi sắp chưa, một clip nữa chưa xong.